các bạn coi bên đây nè, view đúng đẹp luôn. Còn view phòng mình là thành phố buồn. Hôm qua ăn tới 10 rưỡi mới về tới khách sạn rồi đi ngủ các bạn. Sáng hôm nay là Huy mới dậy lúc 5 rưỡi, tập thể dục rồi xong, bây giờ mình đi xuống ăn sáng. View này, đường này là đường gì? Đường Mai Dịch. Đường Mai Dịch. Linh Đàm, sorry các bạn. Đường Linh Đàm á. Em ngủ được không? Được chứ anh. Có ai làm gì em không? Dạ, có Phúc cũng không nghi ngờ. Có ai thọc cành lét không? Cũng có, em cũng hơi Phúc rồi. Ăn chưa? Được rồi, đi xuống ăn trước. Chào cộng đồng mạng đi nè. Chào các bạn. Sao hôm nay tính bóc đầu mấy cây? Không, bóc đầu Raptor hay bóc đầu S1000? Em tính bóc đầu Raptor. Hôm nay bóc đầu Raptor đúng không? Chứ em chạy Raptor mà. Sao em không bóc đầu này nè? Đầu này lấy cạo xong em. Má phê không? Ôi sao lấy vậy hả? Mới để em đứng gần chuyên nghiệp quá. Sao anh? Đầu bếp Dương. Mày lên. Em được đầu thầu bởi mẹ em á. Cầm lấy bánh mì lên coi. Cầm lấy bánh mì lên chào cộng đồng mạng coi. Đây là lấy bánh mì các bạn. Rồi nhét vô. Nhét vô phải nhớ rút ra kịp thời nha. Không là nó tới công chuyện. Khởi hành ngày đầu tiên của hành trình xuyên Việt 2000 km, đi từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày đầu tiên tụi mình sẽ đi từ Hà Nội tới thành phố Quảng Bình. Bây giờ tụi mình bơm xe đồ, xịt sơn đồ cái thứ rồi di chuyển. Bữa giờ là xe cũng giờ quá nè, bên kia Rolls Royce gì tùm lum kìa. Cu lim mình lên thôi. Khúc này lên cũng dễ ập xe lắm nè. Chụp tấm hình cái là tụi mình xuất phát các bạn ơi. Trời Hà Nội hơi bị mù nha. Ok. Yeah, yeah. Hình như là tới Phủ Lý Hà Nam rồi phải không các bạn? Và hướng hiện tại là còn 35 km nữa, tụi mình sẽ tới Ninh Bình. Một cái nơi có phong cảnh rất là hữu tình. Chào mấy anh nha. Đây chỉ là mới khởi đầu của Ninh Bình thôi. Ninh Bình quá đẹp các bạn ơi. Địa phận Bỉm Sơn. khuya thì nó đục lỗ, chạy trời nắng thì mát, mà chạy trời mưa thì coi bộ hơi bị khổ nha, nó thấm nó ướt vô trong quá. Không có gì phải gấp. Cái gì đâu mà đót xét không. Wow. Mù mịt không thấy đường. Wow. Chỗ nghỉ đầu tiên các bạn ơi. Còn 30 mấy cây nữa tới Vinh, nhưng mà mưa quá chạy cũng không được, đường ướt trơn trơn khó chịu, thì tụi mình dừng chân lại ăn cơm đây luôn. Giờ đợi bán tải tới nữa, còn cách tụi mình 30 cây. Cơn mưa đầu tiên của chuyến đi xuyên Việt. Hai thanh niên này đang tháo ống tiêu cây bô của con Hypermotard, nói lộn tên. Hypermotard. Hypermotard bây giờ không còn Hyperstrada rồi, xưa là còn. Chị ơi, em có cái kìm, em mở kìm. Để cái bô này đi kêu bẹt khó chịu quá, bây giờ gỡ ra cho nó đùng phải không? Đi đường xa rồi nghe tiếng bô cho nó đã phải không? Tí rồi ra để nghe thử tiếng bô nó khác không nha. Này quăng luôn đi chứ, để xác định là mình không bao giờ mình quay lại nữa không? Mà xác định là mình không bao giờ mình sẽ gắn cái này vô lại nữa. Vô phố em còn đi nữa anh. Phố cái gì? Ôi. Bán tải này nó đã tới rồi. Bên đây thì tới nãy giờ rồi. Bên đây thì mới tới, rồi giờ vô ăn cơm. Đang tháo ống tiêu. Đây các bạn hãy coi thử nó bự cỡ nào. Ôi, cái bô họng to dã man. Lấy chìa khóa nổ thử nè. Nhẹ tay thôi nha, ta đang ăn cơm rồi nha. Có chừng giật mình anh. Đúng rồi, dắt ra lịch sự. Anh em mình team mô tô lịch sự mà. Coi thử tiếng bô thôi. Trời phát liền. Hay. Hay hơn liền, trời ơi. Gắn cái ống tiêu nghe bẹt thấy ghê. Hay các bạn, bô nổ rất là trầm ấm. Trầm ấm và to. Chứ không phải trầm ấm mà la làng kiểu không có nội lực ha. Biết gì gỡ sớm đi. Giờ mời tất cả các bạn. Ý cái này là gì vậy? Gà chiên đúng không? Cái này là gì? Gà chiên sả. Rau lan luộc. Có cái này lạ nè. Lương xào nghệ. Lương phan rang là mình đó các bạn. Mình có biệt danh trong team là lương phan rang. Tại mình lương lắm. Rồi ầm miếng ơi. Ôm miếng mấy phút. Ôm miếng mực đi. Ừ, chúc mừng mới bán được chiếc xe kiếm 100 triệu. Đó. Mới ăn xong các bạn ơi. Giờ tụi mình rửa xe sơ nè. Nãy chạy mưa bùng xình quá trời luôn. Dương nó rửa xe, Dương thích làm mấy này lắm. Lại coi. Em chấm cái lò nó vô ống bô của ông làm anh coi đi. Chấm hẳn vô, chấm hẳn luôn. Vô lên chấm cho. Chấm ơi, xong rồi đem xe đi ấy luôn. Sinh viên RMIT đi tour tranh thủ rửa xe kiếm thêm. Có mấy đứa em phục vụ tận tình thích quá. Rửa chiếc 30.000 à. Chiếc 30.000 đổ được lít xăng. Mà hên cái đợt này đi tour xăng tăng lên 30.000 lít ha. Hên ghê luôn á. Ok rồi, tí tính tiền cho em, anh bao 20 nữa 50. Ok, hợp lý quá anh. Tụi mình mới ăn cơm xong thì cái quán cơm hồi nãy là nó gần kế bên cây xăng luôn nè các bạn. Sẵn là ghé qua đổ xăng luôn. Bây giờ là tụi mình sẽ chạy về tới Đồng Hới luôn. Còn khoảng 200 cây nữa các bạn. Thì cái ngày đầu tiên là chạy hơi nhiều, tới 550 cây. Mấy ngày sau thì chạy 3-400. Có ngày về Sài Gòn thì 450 đó. Ồ, hai bơ gỡ ra cái bô hay liền không? Ok. Đây thôi anh em, để mất xe chạy cho nó an toàn. Thấy trời cũng hơi ướt các bạn. Ồ, đây cảnh đẹp quá ta. Quá đã. Cứ gặp cảnh thiên nhiên là huy khoái các bạn. Phong Nha Kẻ Bàng, một cái nơi check-in mà rất là nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình ha. Đấy, ok chưa? Đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn rồi đó. À, quên nói với các bạn nữa là cái đường này nè, cái đường mà Huy đang đứng này chính là đường mòn Hồ Chí Minh đó. Thì bây giờ nó hết là đường mòn rồi các bạn, bây giờ đường bự rồi, chạy nhựa lớn rồi, xe tải ô tô rồi chạy thoải mái rồi ha. Các bạn ơi, vậy là tụi mình đã check-in xong Phong Nha Kẻ Bàng rồi. Thì bây giờ team tụi mình sẽ về khách sạn Mường Thanh, Nhật Lệ, Quảng Bình, cách đây 35 cây. Let's go. Đường mòn Hồ Chí Minh của các bạn đây. Nay nó không còn là đường mòn nữa rồi các bạn ơi. Đường này bây giờ có đường nhựa rồi, cũng bự lắm, ô tô rồi xe tải đi được. về tới thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình rồi nha các bạn. Thì tụi mình đang trên đường chạy về khách sạn. Tới nơi cũng 6-7 giờ tối ha. Đổi cái kính màu đi là giờ này không thấy đường, phải dỡ cái kính lên. Nãy hết xăng giữa đường Trường Sơn phải ghé vô đổ. Hồi nãy giờ Huy với Dương hai anh em kiếm đường vòng vòng chạy. Thành phố Đồng Hới cũng đẹp phết đó các bạn. Ồ, cái cầu này đẹp quá ta, cầu Nhật Lệ. Ồ, cầu này nghe nói cũng nổi tiếng của Quảng Bình lắm nè. Buổi tối ở đây là hình như có ăn vặt đồ. Ngon. 602 hả? Ngon. 602. Giờ vô nhận phòng các bạn ơi. 602 anh em ơi. 602. Ok. Beautiful. Beautiful. Ủa sao có giường vậy? Nhận phòng các bạn ơi. Tại sao lại chỉ có một giường? Mà đã vậy phòng tắm còn cửa kính trong suốt như thế này. Tối nay hại chết với anh rồi. Giờ đi kiếm về ăn các bạn. Thì may mắn một cái là khách sạn Mường Thanh này á, đối diện qua là cái chỗ ăn ven biển luôn. Thì bây giờ tụi mình chắc đi bộ xuống kiếm về ăn. Ok, let's go. Nhưng mà tối này có một cái bí mật vui mà Huy dành tặng cho một thành viên trong team. Các bạn cùng chờ xem ha. Bây giờ Huy đi ăn tối xong về sẽ cho các bạn biết cái bí mật đó là cái gì. Hấp dẫn lắm. Ăn tối các bạn ơi, hải sản quán Ông Địa, đối diện khách sạn luôn. Ở bên đây. Bây giờ qua đây ăn tối hải sản quán Ông Địa. Let's go. Nay lần đầu tiên đi tour 550 cây thấy sao? Bình thường anh. Anh nhìn em nè. Anh nhìn em. Đúng rồi. Lần thứ 2. Phan Rang Đà Lạt có 450 thôi. 500 cây rồi. Good. Tour lần thứ 2 thôi mà đi xuyên Việt luôn, dữ không? Quá dữ luôn.